non sàn loa và ngưng đàn ca này. Nguyên dàn trai tràn ra nhìn theo bờ vai dần xa. Yeah, đôi nhau tìm bờ vai nàng ta mà không một ai lần ra. Bao cô em đi lên cân kê là không thể so bì. Dù đang trong phần hồn nên tính nãy anh vẫn cho đi. Đàn em vẫn ngang bên kênh guitar cho đêm mất vô vị. Anh đưa dần tìm lên khi tự lại trong thế số đi. You are my friend story. Đâu bơi vô mà tranh đấu đi. I think it's not your turn, sorry. Mà cho em được xích lưu mà từng lại thay vì gió đưa em ngang đời lướt qua như mây trời khiến bao anh ngây người. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời chót mê đôi môi hay cười là bởi vì nụ cười đó nó như hoa cười, vì một làn tóc nó như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lặng lại bao anh bao anh đã say vì nụ cười đó nó như hoa rồi, vì một làn tóc. Vòng casting big girl big deal, fashion linh hoạt mỗi lần ghé ngang nói chung là lúc lúc thiêu. Ngoan hiền nết nào mà nghe đồn, gu nào xăm mình và lắp real. Chưa từng trêu đùa một cô nào mà với em anh toàn ngoái theo. Phải cái lớp chứ không lời cho anh bao giây khơi lòng để tôi cũng tới. Em vì đây cho anh dạo ai đưa em đi nhầm đi đôi chạy. Sẽ giữ sống đàn tay cô khai đi em đi qua khi tối rời. Không phải dối trá em là ưu tiên. Sao phải cãi vã luôn là you win. Mời lời bao với ba khoan anh tăng tới vừa được gần xin. Thôi mình không nên không tự nhân duyên. Gió đưa em ngang đời lướt qua như mây trời khiến bao anh ngây người. Yeah. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời chót mê đôi môi hay cười là vì nụ cười đó nó như hoa cười, vì một làn tóc nó như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lặp lại bao anh bao anh đã say. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là một thí sinh rất là đẹp trai, Orginus. Em chào anh Thành đẹp trai ạ. Trời ơi, chết thiệt. Và em xin gửi lời chào đến các vị ban giám khảo, các vị huấn luyện viên cùng tất cả mọi người đã có mặt đây ạ. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Mình tên trên giấy tờ là Nguyễn Tuấn Duy, nhưng mà mọi người biết đến mình với cái tên là Orginus. Lý do mình chọn rap name Oceanus là bởi vì mình là người thuộc mệnh thủy, mà Oceanus lại là tên của một vị thần của đại dương. Đấy, cho nên là mình nghĩ là hai cái đó nó cũng tương đồng với nhau ấy. Hy vọng nó mang đến một cái gì đấy may mắn trong sự nghiệp của mình. Thường thì mọi người hay nói mình là nhìn giao diện của mình có một chút gì đấy bad boy, nhưng mà thực ra là đối với mình thì mình cảm thấy cũng hơi bad boy thật. À quên. Ý mình là bên ngoài thì có vẻ nhìn như vậy thôi, chứ bên trong thì cũng ấm áp lắm. Mình nghĩ là đến với rap Việt có rất là nhiều thí sinh khác sẽ mang cái sở trường cái thế mạnh tới đây. Với Oceanus thường hay chơi những dòng nhạc như kiểu là trap hoặc là R&B. Riêng lần này thì Oceanus sẽ đi một nước đi hơi mạo hiểm một tí. Đó là mình mang thể loại nhạc rock đến. Đây là cái dòng nhạc mà lần đầu mình thử sức. Tuy hơi mạo hiểm nhưng biết đâu đó lại là một bước ngoặt của mình thì sao. Nếu như rap Việt được coi là một cô gái đẹp thì Oceanus sẽ dùng bài hát của mình để chinh phục cô gái ấy. Tán cho đổ luôn. Hôm nay cái tạo hình của em giống như nhân vật trong Harry Potter quá ha. Đây rồi anh. Oh yeah. Ok, hy vọng là ngày hôm nay em sẽ làm sân khấu bùng nổ nha. Ok, mời em. Nhìn theo bờ vai dần xa, yeah. Đôi nhau tìm bờ vai nàng ta
mà không một ai lần ra. Bao của em đi lên cân kê là không thể so bì. Dù đang trong phần hồn nên tính nãy anh vẫn cho đi. Tại anh vẫn ngang bên kia guitar cho đến mất vô vị. Tại người dưới tin lý khi tương tư lại trong thế số đi. You are my friend, story. Độ bơi vô mà tranh đấu đi. I think it's not your turn, sorry. Mà cho em được xích lưu mà từng lại thay vì gió đưa em ngang đời. Lướt qua như mây trời. Khiến bao anh ngây người. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời. Chót mê đôi môi hay cười là bởi vì nụ cười đó nó như hoa cười. Vì một làn tóc nó như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày. Mây trôi lạc loài. Bao anh, bao anh đã say. Vì nụ cười đó nó như hoa rồi. Vì một làn tóc. Vòng casting big girl big deal. Fashion linh hoạt mỗi lần ghé ngang. Nói chung là lúc lúc kill. Ngoan hiền nết nào mà nghe đồn. Gu nào xăm mình và lắp real. Chưa từng trêu đùa một cô nào mà với em anh toàn ngoái theo. Phải cái lớp chứ không lời cho anh bao giây khơi lòng. Ngày thu anh cũng tới. Em vì đây cho anh dạo ai. Đưa em đi nhầm đi đôi chạy. Sẽ giữ sắp đàn tay cô khai đi em đi qua khi tối rời. Không phải dối trá em là ưu tiên. Sao phải cãi vã luôn là you win. Mời lời bao ấy bao phan anh tăng tới. Vừa được gần xin. Thôi mình không nên không tự nhân duyên. Gió đưa em ngang đời. Lướt qua như mây trời. Khiến bao anh ngây người. Yeah. Nói sao khi say rồi để những thanh âm thay lời. Chót mê đôi môi hay cười là vì nụ cười đó nó như hoa cười. Vì một làn tóc nó như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày. Mây trôi lạc loài. Bao anh, bao anh đã say. Cảm ơn hai ca sĩ Thái Bình và anh Tú cùng với DJ Wukong. Chúc mừng em với ba chọn thật sự rất là xứng đáng. Và hãy xem bình chọn của khán giả dành cho bạn. Tám mươi tám phần trăm rất là cao. Ok, xin mời anh Thái. You remind me a little bit of Sơn Tùng. Sơn Tùng, huh? Your presence is really mạnh, so I think you have a strong presence. I seen the audience, everybody was screaming and dancing. Your energy is live. I think we mesh good together. You know what I'm saying? So I feel like it'll be good. Thank you, anh. Thank you, sir. Andre. Em có một năng lượng biểu diễn rất là tốt. Và cách sử dụng vần của em trong mấy cái bar đầu, em sử dụng liền một vần rất là trơn tru. Anh rất là thích điều đó. Và cái cách em viết nội dung về tán một cô gái hả? Dạ không ạ. Em viết về tán tỉnh một cô gái ạ. Đúng rồi, tán tỉnh một cô gái. Vâng, tán tỉnh một cô gái. Ý lại đâu ra tám cô gái. Không, em nghe nhầm thành tám cô gái. À, tán tỉnh một cô gái. Anh rất là thích cái kiểu tán tỉnh của em. Không ai lại nghĩ ra một cái câu hỏi về tám cô gái. Em trai này thật sự là hơi bối rối rồi. Nhưng mà bình thường em có đi tán gái không? Dạ, em cũng thi thoảng ạ. À, ok. Gái là... tán lại đúng không? Dạ vâng. Vic Daddy. Em mặt sáng, diễn hay, bài hát thì không có gì phải chê cả. Mặc dù là em mặc cái áo da cam đấy. Đây, cam đây. Nhưng mà anh nghĩ là áo xanh sẽ đẹp hơn. Và rất là mong em về được anh. Em cảm ơn anh. À, chúng tôi đã thấy được một sự tụm năm tụm bảy rồi. Không biết có cái chuyện gì mà ban giám khảo có vẻ hội ý quá lâu.
À, dạ, cái ca này cũng hơi khó tại vì có lục đục nội bộ chút xíu. Ok, có thể nghe ý kiến của từng người được không? Cái ấn tượng đầu tiên khi em bước ra với cái bộ đồ này thật sự là Xu không thể đoán được là em sẽ chơi nhạc màu gì. Nhưng mà em đã chứng minh được cái âm nhạc của em nó đã vượt qua tất cả về cái phần nhìn. Mặc dù em rất là đẹp trai, phải công nhận cái điều đó. Cảm ơn chị. Và cái năng lượng của em nó đã đụng tới tất cả mọi người ngồi ở đây. Bây giờ mình có 3 chọn rồi đấy. Tuy nhiên em xin phép được loại ra một người trong 3 người này, đó là Andre. Vì sao? Không, vì không, bởi vì ban đầu thì Su nghĩ là mình phải công bằng với Andre. Yes, yes, nhưng mà vấn đề nằm ở cái chỗ đây. Andre đang có một người chơi Melody cực tốt, đó là Ryder. Và em muốn có một người nào đối trọng là Andre. Ok. That's why em xin phép loại Andre ra trước. Đây là một trong những giám khảo có tâm nhất chương trình. Thì em có nghiêng về phía Lâm Thái. Thế thì nhá. Tuy nhiên. À mà thôi không nói nữa. Người ta chưa nói hết câu. Để người ta nói câu nào. Nghiêng lên, nghiêng xuống. Để người ta nói hết câu. Ok. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thì em có nghiêng về anh Thái. Nhưng mà sau khi ban giám khảo hội họp coi lại cái danh sách nãy giờ các thí sinh đã về với từng huấn luyện viên, thì tụi em đã đưa ra một quyết định khác. Trời, khó ghê á. Nãy giờ chắc khó đoán ghê. Loại Andre, loại anh Thái. Tôi tức dễ sợ luôn á. Bây giờ em chả tin nữa đâu. Ba người này cứ hay kiểu quay xe. Mấy người này nói chứ không ai biết gì hết đó. Em đã nói gì đâu. Thôi rồi, giờ đưa người quyết định này. Đây. Thực ra cái em có nó là một năng lượng ca sĩ giải trí thần tượng. Anh thì hơi bất đồng với anh Caric vì cái định hướng của anh là muốn em về với anh Thái. Để mà nói cho công bằng thì mình đang suy nghĩ về cái sự phát triển của bạn trong những vòng sau nữa. Tuy nhiên với cái vibe của anh Thái, anh đã không biết là anh Thái đã kịp thích nghi với những gì mà những bạn trẻ mainstream đem lại những cái nguồn năng lượng này hay chưa. Rồi. Đâu, đang đợi mọi người quay xe đấy. Quyết định của bọn anh sẽ muốn hướng em về một người vừa hợp với vibe của em, vừa hợp với lứa của em, vừa có thể tải được cái năng lượng thần tượng âm nhạc của em. Và đó chính là Big Daddy. Chúc mừng em về với đội của Big Daddy. Hey yo, và hôm nay thì trên đường đến trường quay thì mình có mở bài hát Mượn rượu tỏ tình của anh Big Daddy nghe. Thì mình nghĩ đấy chắc là nhân duyên rồi, không cãi được. Ok. Và vòng thi tiếp theo mình sẽ cố gắng bùng hết chất mình. Let's go. Cảm ơn ba bạn nhé. Mai đến trường quay sớm mới làm tí phở.